Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Winhouse Hôm nay mình sẽ nói về thanh tra phát hiện lọt sai phạm trong cấp giấy phép xây dựng tại quận Gò Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 9406 KL gạch XXD TT ngày 11 tháng 10 năm 2021 kết luận thanh tra về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn quận Gò Pháp, theo đó, qua thanh tra, Sở Xây dựng phát hiện tại quận Gò Pháp có 6 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tầng hầm nhưng không đảm bảo các quy định tầng hầm. 66 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chưa phù hợp về độ cao chuẩn bị vị trí chỉ giới xây dựng tại tầng cao tối đa theo quy định. Có 32 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho hai thửa đất liền kề của một chủ đất. 6 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng bản vẽ thể hiện chủ đầu tư chia nhiều căn nhỏ riêng biệt hoặc cấp giấy phép xây dựng một nhà ở riêng lẻ nhưng có nhiều cửa đi, cầu thang với kiến trúc nhà liền kề. 1 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng bản vẽ thiết kế có kiến trúc kết cấu dạng nhà xưởng, nhà kho. 7 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng bản vẽ thể hiện tại phần ô trống, tại lửng hoặc ô thông tầng có hệ dầm, cột ngang qua. 15 trên 465 hồ sơ cấp giấy phép xây dựng còn một số thiếu sót như điều chỉnh thiết kế tầng trệt khi đã thi công phần thô nhưng không xử lý. Kết quả kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, Sở xây dựng nhận thấy trên địa bàn quận Gò Pháp vẫn còn nhiều trường hợp có khả năng biến tướng, chủ đầu tư tự ý ngăn tường, ngăn vách và chỗ thêm cửa đi chia một căn thành nhiều căn riêng biệt mà không thực hiện thủ tục tách thửa hoặc lập dự án phát triển nhà ở. Có nhiều trường hợp xây dựng cho thuê nhà trọ, ngăn phòng nhưng không thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định, có trường hợp nhà ở nhưng kết hợp kinh doanh sản xuất cho thuê nhà để ở, làm siêu thị hoặc kinh doanh quán cà phê không thực hiện các yêu cầu biện pháp sẽ pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, hiện nay Ủy ban nhân dân quận Gò Pháp chưa xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm trong công tác quản lý tách thửa đất có hình thành hạ tầng kỹ thuật phù hợp phát triển dân cư, tăng dân số và đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Phó giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Lê Trần Kiên đề nghị Ủy ban nhân dân quận Gò Pháp chỉ đạo kiểm tra, ra soát, đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những mặt tồn tại. Đối với những công trình sử dụng không đúng công năng, Phó giám đốc Sở Xây dựng sao tránh thanh tra Sở chỉ đạo đội thanh tra địa bàn quận Gò Vấp Phối hợp cùng vòng quản lý đô thị quận kiểm tra, ra soát và xử lý, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định và kiên quyết ngăn chặn từ giai đoạn thi công công trình không để xảy ra tình trạng thay đổi công năng, mục đích sử dụng không phù hợp theo giấy phép xây dựng đã được cấp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh bất động sản Quyên hôm nhé.